thân chung khi tham gia chương trình này. Thì như mọi người cũng thấy là bé Suri dần dần tự tin hơn, dần dần tiến bộ qua từng tiết mục, qua từng đêm thi. Bản thân chung cảm thấy rất là vui vì điều đó. Nhưng mà nhân hôm nay là chủ đề góc tối thì chung muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện về trước đây. Cái câu chuyện mà bằng cách nào chung đã kéo Suri ra khỏi cái vùng tối của tâm hồn của bé. Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 năm 2017 vừa rồi thì chung vừa phát hành quyển sách nhạc 100 bài hát thiếu nhi, được sự đón nhận và yêu thích rất lớn của các bé cũng như các bậc phụ huynh. Ai cũng hỏi là vì sao chung có thể viết được nhiều bài hát thiếu nhi đến như vậy. Hay quá. Và hôm nay chung sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện gốc khuất đằng sau quyển sách này, một câu chuyện chung chưa bao giờ kể. Thôi đi. Cái gì vậy? Đi thì thôi, mà về tới nhà là cái gỗ làm sao? Chứ còn muốn gì nữa hả? Tôi đi làm, lo cho mẹ con cô. Về cô nói năng nữa nọ. Mệt lắm rồi. Nếu mình cảm thấy mệt quá thì mình giải thoát cho nhau đi. Sợ ngồi trong bóng tối, sợ những câu la lối, sợ những lời giận dỗi, sợ dòng lệ tuôn rơi, sợ ngày mai lại tới vẫn thế không thay đổi, sợ một mình chơi vơi giữa mênh mông cuộc đời, sợ những câu xin lỗi, sợ những lời nói dối, sợ kìm chặt đôi môi nhưng trong tim khóc rồi, sợ đi về phía trước, sợ từng bàn chân bước, sợ nhận thêm vết xưa. Sợ nhận thêm vết xưa, nỗi đau kia chưa lành. Ri ơi, Ri ơi, uống sữa này con. Ri ơi, Ri ơi, uống sữa này con. Sao con lại chui xuống đó vậy? Ra uống sữa này con. Đi ra uống sữa đi con. Đi. Đi ra nhà. Sao vậy con? Ri. Ri ơi, sao con chui dưới đây vậy? Ừ. Ra uống sữa đi con. Đi. Cha kêu ra uống sữa thôi chứ có gì đâu. Con muốn cái gì thì con phải nói cho cha biết chứ. Con cứ chui xuống đó đi làm cái gì? Đi ra đây đi Trung. Cái gì vậy? Con kêu nó uống sữa thôi mà. Má đã nói với con rồi, không lớn tiếng với bé Ri như vậy được. Con cũng nhẹ nhàng với nó, con cũng nói. Thôi thôi được rồi, được rồi. Mấy cái chuyện này á, kêu má rồi mới cho nó uống. Bà ngoại nè con. Thôi để bà ngoại vô. Bà ngoại dẫn con ra nha. Bé Ri à, bé Ri, ra đi đi con. Ri, con sao vậy hả? Nè 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 nè. Thôi thôi thôi, bà ngoại không tới nữa, bà ngoại không tới nữa. Bây giờ nha, bây giờ bé Ri ngồi ở đầu giường này đi nha. Rồi bà ngoại ngồi ở đây, bà ngoại không đụng tới con nữa nha. Giỏi đi bà ngoại thương nè. À, đó, ngồi đó rồi. Bà ngoại ngồi ở đây nha. Uống đi. Thôi bây giờ vậy đi. Bây giờ bà ngoại cho ba Bi uống nè ha. Bây giờ ba Bi uống một muỗng là con phải uống một muỗng nha. Nè. Ba Bi nè, ba Bi uống nè, giỏi ngoan, ba Bi uống nè, đó. Ba Bi uống rồi, bây giờ tới bé Ri uống đi nè. Đi con, như vậy là con không ngoan bằng ba Bi rồi. Uống đi. Ri con làm cái gì vậy Ri? Trung, không có la.
con đừng có la nó. Bây giờ nó như vậy rồi mình phải từ từ với nó chứ. La nó như vậy nó càng sợ thì sao? Con cũng đâu muốn la nó đâu, mà cũng bực nữa. Hai đứa kia cãi nhau thì đi ra ngoài cãi đi, cãi gì trước mặt nó, cãi cho sướng miệng thôi. Rồi cuối cùng thôi đừng nói nữa, bây giờ đi về phòng đi. Đi về phòng đi, rồi má lo cho cháu má. Đi lẹ, đi về phòng đi. Đi về con muốn làm biết gì? Làm gì đâu rồi, thôi đó. Thôi được rồi, má biết làm nghe. Cái cửa này nữa. Thôi thôi, con có hung hăng như vậy hoài nó nghe nó sợ hay sao? Mary nè, bây giờ bà ngoại cho con uống sữa. Cái mũ con làm dơ rồi. Thôi, để bà ngoại hâm sữa cho con uống nha. Mary à. Gì vậy má? Con làm gì vậy Ri? Con ăn tóc hả Ri? Buông ra. Tóc không phải để ăn đâu. Đi ra, đi ra đi để cho má. Đi ra đi để cho má. Má biết rồi, con đi ra đi. Đi đi về phòng của con đi. Đi về phòng của con đi để cho má. Đi đi, đi đi mà. Vậy tóc mà con ăn tóc như vậy con bệnh đó, nghe lời ngoại nha. Nghe đây, ngoại thương nè, con đừng có làm như vậy, con đừng có làm như vậy, con bứt tóc rồi con đau, rồi con ăn như vậy thì con bệnh làm sao, con đừng làm như vậy nha. Nghe lời ngoại nè, đừng có làm như vậy mà con, đừng có làm như ngoại sợ mà nghe, đừng mà con, đừng mà đi. Con thích nghe nhạc hả? Con thích hát hả? Cha viết bài hát về em Barbie cho con nha. Được không? Cha viết cho con hát. Cổ tích
cổ tích hả? Vậy cha sẽ viết cho con những câu chuyện cổ tích nha. Ngày xưa có một nàng công chúa đẹp xinh hát hay thật hay. Ngày xưa có trang hoàn tử này biết thương biết giúp mọi người. Có những câu chuyện cổ tích dạy chúng ta biết đâu đúng sai. Có những câu chuyện cổ tích mà tuổi thơ chẳng thể nào quên. Con thích hát gì nữa không? Cho viết cho con nha. Mẹ, con nhớ mẹ. Ừ, cha sẽ viết nhiều bài hát nữa cho con nha. Cha sẽ viết rất nhiều bài hát cho con để con hát nha. Con sẽ những bậc làm cha lặng mẹ, những người thân trong gia đình, đôi khi mình chỉ vì cái cá nhân của mình mà mình quên là mình còn con cái, mình còn ông bà. Thành ra hồi nãy khi mà cô Xuân xem bé Suri, cái cảnh là cái đáng sợ nhất là cha mẹ cháu gây với nhau và cháu trốn. Không phải cháu chỉ trốn cha mẹ mà trốn cả con người nữa. Mà nếu tình trạng này nó kéo dài thì cái đứa trẻ nít nó sẽ như thế nào? Đây là một cái câu chuyện nó nhức nhối. Mà nếu như cô chỉ ngồi xem một cái tiểu phẩm mà cô đã thấy nhức nhối như vậy, thì suốt những năm tháng vừa qua, con và bà ngoại và ông ngoại đã phải suy nghĩ ra biết bao nhiêu cách để có thể đem cháu trở lại bình thường và yêu đời như hôm nay. Thành ra cô là cảm ơn con. Cảm ơn âm nhạc của con đã làm cho Suri vui trở lại. Mà Suri diễn hay lắm. Thành ra cái kịch này nó rất rất là cảm động. Và cô nghĩ là sẽ là một lời cảnh tỉnh cho tất cả những gia đình nào đang mấp mé ở trên bờ mất hạnh phúc, là hãy nghĩ tới con cái của mình, hãy nghĩ tới những người thân chung quanh mình. Cảm ơn tiểu phẩm này rất nhiều. Cảm ơn cô. Chị cảm thấy rằng là Trung rất là đa tài. Em là một nhạc sĩ mà phải nói là chị thần tượng. Thì hôm nay là xem em diễn nữa thì chị là bất ngờ nữa. Rất là thật và rất là đời. Và nhất là cái tình cảm của em dành cho con gái. Và hôm nay thì chị mới hiểu lý do sao em viết những bài hát về con rất là nhiều. Con gái ơi, nếu mà ước mơ sau này lớn lên con thích làm ca sĩ hay con thích làm diễn viên? chưa nghĩ ra. Chứ xem cái này là cô thấy là con rất là đa năng đó. Tại vì hát cũng hay nè, rồi diễn cũng hay nữa. Con đã làm cô rơi nước mắt. Bởi vì cô đã làm mẹ rồi. Những ai đã làm mẹ thì khi thấy mà nếu như thật sự mình để con mình vô hoàn cảnh đó thì hãy suy nghĩ lại. Con phải cảm ơn ba đi. Cảm ơn ba đã cho con cuộc sống và cho con một cái tương lai. Rồi. Nói về diễn xuất á, thì thật sự tôi với Nguyễn Văn Trung cũng lộng cộng như nhau. Nhưng mà đặc biệt là Nguyễn Văn Trung á, trong cái chương trình này nè, thì càng về sau dường như là mình được tu luyện á, mình đóng nhiều á, cái bao nhiêu mình nhuyễn lên dần dần. Em nghĩ là hôm nay em diễn khá hơn mấy hôm trước là nhờ có cô Phương Dung. Tại vì khi mà cô Phương Dung ra, cô Phương Dung nói chuyện với em là em có cảm giác như em đang nói chuyện với mẹ của mình vậy. Em cảm thấy rất là tự nhiên. Nói đến Nguyễn Văn Trung thì việc nhớ cách đây cũng gần 10 năm. Khi đó Trung bắt đầu nổi tiếng thì Trung mới nói là em ước ao bao giờ em mới được như anh. Thì việc nói là đâu có gì đâu mà em ước ao. Quan trọng nhất là em phải lao động. Em lao động nghệ thuật và em cống hiến hết khả năng thì một ngày nào đó em sẽ hơn anh. Và rõ ràng là hôm nay em vượt xa tất cả bao nhiêu người rất là nhiều. Và em hơn anh là gì? Em viết được nhạc thiếu nhi nhiều hơn anh. Trong cái vở kịch vừa rồi á, em dùng âm nhạc của mình á, đã thuần hóa được và làm thức tỉnh được cái người con gái trong vở kịch đó trở về với thực tại và thức tỉnh lại với âm nhạc. Đó là một cái sự tuyệt vời của âm nhạc. Dạ, em cảm ơn anh.